Xin kính chào quý bà con và cô bác. Hiện nay thì có nhiều mô hình được phát triển về nông nghiệp. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái mô hình nuôi cá lóc trên bể xi măng. Thời gian và điểm nuôi thì khu vực thì là ở khu vực ở miền Trung. Và hiện nay thì cũng ở khu vực mình cũng rất là nhiều người nuôi cá lóc. Nói chung là giá cả bây giờ nó cũng bấp bênh thì khu vực. Cho nên là mỗi người thì mỗi địa phương sẽ cung cấp ở tại địa phương ở đó thì sẽ tốt hơn. Còn nếu như chúng ta mà có thể là vận chuyển kia thì sẽ trừ đi cái chi phí của mình, rất là thứ nhất là bất tiện, thứ hai nữa là cái thương lái ở khu vực mình thì không biết là có sẽ là đi ra bên ở ngoài tỉnh họ mua công. Đơn mình nghĩ thì chắc chắn sẽ có, nhưng mà bù lại là sẽ nó có một cái nghiện như thế này. Tại khu vực mình cũng có bán, nhưng giá chỉ cung cấp thì vừa đủ và xem thôi. Còn nếu như ở bên ngoài vào nữa thì tất nhiên giá tại khu vực mình sẽ bị đè và bị ẹn suốt. Cái này mong các bạn phải thông cảm cho mình chút xíu, chứ mình không muốn như vậy. Tại vì sao? Tại vì mà nếu như chúng ta đưa cá vô thì từ chi phí họ chỉ đè xuống còn giá mình đang ổn định là 50 rồi, đúng không? Cá quậy quá trời luôn. Ổn định là 50, nhưng mà các bạn xuống thì 47, 45, 4 gì đó, trừ chi phí xuống thì nó cũng còn chênh lệch nhau. Nhưng họ không, thứ nhất họ để bắt được số lượng nhiều thì họ phải có cái đồ bãi chứa. Nhưng thương lái mình thì bãi chứa thì mình nghĩ chắc là chưa còn. Vì sao như vậy? Thì tức là như vậy nè các bạn, thì họ đến vào buổi sáng lúc 4 giờ, lúc 3 giờ hoặc 4 giờ sáng thì họ đến tại hồ xả nước cho họ và họ bắt. Chính vì vậy thì cho nên là điều đó, cho nên họ sẽ không có bể để mà rộng lại. Cho nên họ rộng lại như thế này, thời gian thì họ không cho ăn thì sẽ như thế nào? Phải giải quyết trong cái bắn đó. Nếu không giải quyết được thì cái lóc nó sẽ nhẹt ký và ốm. Tất nhiên như vậy họ bán sẽ lỗ, và họ sẽ tính toán phần đò đồng điếm rất là kỹ các bạn. Không phải giống như người nuôi giống mình thì nghĩ bán là xong, không phải, không có như vậy nha. Thôi đây là cái hồ bởi cái lóc. Hồi nãy giờ mình cũng đã chia sẻ tất cả những gì nói về giá cả và buôn bán và các mô hình nuôi cá lóc. Thôi bây giờ mình sẽ đi tiếp theo nhé. Và tiếp theo đây là một cái bể xi măng với diện tích, cái này thì hơi lớn hơn cái mấy cái bể kia, nhưng mà cái này thì khoảng tầm 18 đến 20 mét vuông nè. Đây là 18 20 mét vuông, 20 mét vuông thì cá bây giờ hiện tại cũng lên 3 tháng thì hồ này cũng trên cá của trung bình thì từ 3 lạng hơn. Phải 3 lạng hơn, nếu có con nào cũng 4 lạng đó. Con nào vượt đàn thì cũng được nửa ký rồi. Thì thời gian nuôi là như vậy các bạn. Thì nuôi cá lóc bằng bể xi măng là đó là những cái với mực nước đơn giản tận dụng hồ. Nhưng mà các bạn hãy chú ý một điều, nhắc đi nhắc lại về cái giá cả và nơi tiêu thụ của mình, thì chúng ta làm sao để mà thứ nhất là cung cấp nơi mà thị trường của chúng ta, chúng ta mua video lớn hơn thì chúng ta phải có mối làm ăn cung cấp thị trường trên toàn quốc. Thì nói chung là địa phương mình trong tỉnh, có thể lân cận là ngoài tỉnh, thì đó các bạn sẽ sắp xếp nhé. Còn mình thì sẽ giới thiệu về mô hình và những cái gì mình gặp phải, tức là như vậy đó các bạn. Làm ăn bây giờ cũng hơi khó khăn, chứ không có lúc nào cũng phải suôn sẻ có lúc mấy. Chúng ta nuôi cá lóc là một chuyện, rồi sau đó lại sản xuất và bán đi cá lóc thì là một chuyện khác. Cho nên hai cái đấy chúng ta phải nên kết hợp và song song. Nuôi không là cũng chưa đủ, phải bán như thế nào để hiệu quả và tùy theo thời điểm. Với cá lóc thì đương nhiên thì
nói chung là nó tiêu thụ thì nó cái nhu cầu thị trường nó cũng được, chứ cũng không đến nỗi nào nhà hàng quán xéo, người ta đi chợ đi đồ người ta cũng mua cái lóc về ăn mà, đúng không? Với cái bể này thì chuyện về cái cũng xin nhắc trong cái clip này chút xíu, đó là mới mật độ thả như thế nào là hợp lý. Thì có mấy bạn thì họ xem clip kia xếp nọ thì đôi lúc thì nó sẽ bị không được cập nhật cho lắm. Thì ví dụ một diện tích mình nuôi tôm bể xi măng á thì khoảng 100 con trên 1 mét vuông là mình có thể nuôi được, thì là nó hao xuống là vừa còn 80 con trên 1 mét vuông, diện tích như vậy là nuôi là ổn. Thì hồi nãy giờ các bạn thấy, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Quay như thế này thì có thể là nó cũng hơi hơi rung vậy, nó chặt quá. Đây nè. Đây các bạn thấy không? Đây là cái lốc này. Mình vậy sẽ quay cận cảnh sát luôn cho con mình xem đó các bạn. Cái này thì trung bình khoảng là cũng gần nửa ký rồi các bạn. Con này được ký chắc luôn đó. Hồi nãy giờ chúng ta cũng đã xem về mô hình nuôi cá lóc và cũng chia sẻ những gì mình biết được và cũng chia sẻ tất cả quý bà con, cô bác về mô hình nuôi cá lóc, những cái chút xíu về về cái mô hình cá lóc thì Đức cũng đã chia sẻ đó cho quý bà con. Hy vọng là có thể giúp cho bà con một chút ích gì đó. Thôi bây giờ thì cũng xin nói lời tạm biệt với quý bà con. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.